Danh Dương nói: chú giải thích mẹ Quan Âm khác mẹ Du Trì đi chú. Mẹ Phật Quan Âm với mẹ Phật Du Trì là một, điển là một, cả Đức Phật bà bên Công giáo đó, Đức mẹ Maria cũng là vậy thôi, một, không có khác gì hết nha. Đây mình phân biệt điển và các gì là thần thông, đâu có khác nhau gì đâu. Mình đọc chú của mẹ đó, quý vị muốn đọc chú tiếng Việt cũng vậy, án trước lời chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, hay là quý vị đọc nguyên câu thì khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cư tri ngã kim xưng tán đại chuẩn đề chí nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cư Tri Nẵm Đát Điệt Tha Án Trước Lời Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Đó là chú của Phật Mẫu. Hoặc là quý vị thường việc đọc đó, là việc động Om Tha Re Thu Sa Ba, thì việc đọc bằng tiếng Phạn. Tại mẹ bên Tây Tạng là Rin Thara, thì những vị cao tăng của Tây Tạng đó, mỗi lần mà khấn mẹ đó là ngồi thiền đó, họ quán chiếu mẹ, thì cái cách ngồi thiền á mà đạt thần thông mà mở nhãn đó, cái cách ngồi thiền ngày xưa kiệt chỉ mà quán chiếu mỗi giờ trên mạng có đó là cho người bình thường, còn mở thần thông á là mình quán chiếu như vậy. Bắt ấn nào cũng được, tam muội hay là ấn ấn của mẹ cũng được. Hoặc rồi mình đọc cái câu thần chú đó tha re thu tha re, thì mình quán chiếu cái khuôn mặt của mẹ là này, khuôn mặt mẹ, mẹ trái tim của mẹ là lòng từ bi thả ánh sáng phủ lên đầu của mình, nó nhiều màu nghe, màu đỏ là mẹ nghiêm khắc, màu trắng từ bi đi, màu vàng đi, màu trắng đi, mình cứ tưởng tượng màu trắng với khuôn mặt của mẹ lên đầu của mình, ngồi thẳng lưng, hít thở đều đặn nha, phải theo dõi hơi thở nữa, và đồng thời quán chiếu cái luồng ánh sáng đó nó xuống cái đầu rồi xuống cái trái tim của mình, cứ nghĩa là tâm truyền tâm, mà khi mình tưởng là mẹ tới đó nghe, tại vì trong đạo Phật mật tông nó màu nhiệm, thì cái đó là lối đồ ngồi thiền của kiệt, thì quý vị cứ ngồi thiền thì có sẽ có một ngày quý vị sẽ mở thiên nhãn thông bằng cách đó. Còn quý vị mà không có suy nghĩ động tác đó mà xin quý vị cứ ngồi cũng được, miễn sao mình đừng có bị hôn trầm. Nhưng mà cách tất cả những thầy Tây Tạng đó là đa số là cũng giống nhau, thì quý vị cứ thay vì mình nghĩ một động tác mắt nhìn mũi mũi nhìn rúng thì cũng vậy thôi, có 1.000 cách ngồi thiền, nhưng mà cách của Kiệt á là mình vừa nhớ mẹ mình vừa có luồng ánh sáng của mẹ mình truyền lên trên cái trí tuệ của mình rồi xuống cái tâm của mình là mình thấy vui an tâm, ma quỷ nó tới đâu dám tới, tại trong đầu của mình có mẹ là mẹ đứng bên mình, đúng không? Đó là cách đó, rồi từ từ quý vị sẽ mở thiên nhãn thông ra, thì quý vị sẽ hoảng hồn, quý vị sẽ thấy con triệu con ma đứng đầy đường á, có con đứt đầu, có con nó cười, cái nó le cái răng đó quý vị, cho nên tốt nhất đừng mở để khỏi thấy nó, để mình đi qua nó nhông đi vô gió vậy đó, còn hơn là mình gặp nó cái mình né né né. Tại mấy lần chị đi chơi với mấy mấy ông thầy có thần thông á, kiểu có quen nhiều thầy có thần thông lắm, đi ban đêm cái đường sidewalk của người ta ở đây nè, ở dưới bãi biển gần San Jose, ổng không đi mà ổng cứ né, cái ông đi xuống cỏ đi né, là biết sao, tại mấy con ma chiều nó cũng nập nợn đầy ở ngoài bãi biển á, rồi nó đứng đầy, nó cũng như mình thôi, họ sinh hoạt cũng như mình nhé, không khác gì hết, thà mình khỏi thấy khỏe, nhưng mà mình phải có một cái loại thần thông, cảm ứng thần thông cũng là dạng vậy. Nhưng khi tu tập đạo Phật mình không có mong cầu thần thông, nhưng mà nó tự nhiên nó có nha. Thì người ông giáo họ không có hiểu, cho nên đầu của clip này thì có nói là thần thông là người ông giáo cần phải hiểu, và phải cần hiểu có linh hồn chuyển thế là cái nghiệp mang thân này qua thân kia, chứ không phải cả đời tôi ăn thịt chó rồi cả ông rồi đến ngày tôi chết cái Chúa cho tôi về cõi vĩnh hằng nữa đó, không có vụ đó đâu quý vị, không có được sát sanh, sát sanh là phải trả. Ngọc Dung nói: chú ơi sao con nhìn mẹ Du Trì là con rơi nước mắt, sao chú? Là vì con là con của mẹ, hôm nay con đi làm đường lạc lối
Và hôm nay con được về nhà cũng giống như đứa em bé mà đi lạc giữa chợ Bến Thành vậy đó. Rồi cái tìm được mẹ dẫn về vậy đó. Thì mình xuống thế gian này bao nhiêu đời kiếp mình quên hết trơn. Gặp thì khóc. Nhiều người lên trên núi Thiên Long Sơn khóc hụ hụ. Khóc không biết mắc cỡ luôn á. Thì Ngọc Mai nói con cũng thiền như chú, con sợ ma nhập, con cứ làm vậy thì không có ma nhập, nhưng mà con phải đọc cái chú này, chú dạy đó, ôm nó là rung lên cả bầu trời nha, vậy đó cho ma sợ. Tại cái giọng của mình á, mình chỉ nghe là ôm ôm, nhưng mà ngoài bầu trời đó là rung chuyển luôn á, giống như đánh trống bùm 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 bùm. Cái này là ở Hà Nội, cái hình này, cái này gọi là cái gì ta, cái câu này của sư phụ là ngài Nguyễn Minh Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm đó, là Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh đó, là đó hôm nay là Long Vĩ Xà Đầu, cái hình này thiệt có, nghe ở Hà Nội á đó. Đó Long Vĩ Xà Đầu rồng nè, cái này Hà Nội, cái hình này là trong Sấm Cơ có nói đó, Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh, đao binh cái gì khá khá chiến gì đó, gán nhớ đi, mình chỉ khởi ý thôi, mới gì tự tìm đầu rồng chứ còn gì nữa, là giống chẳng lẽ phải nguyên con rồng bự nằm như hình. Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh, binh đao tứ xứ gì gì đó, thì hôm nay xuất hiện đó cái hình này á, Long Vĩ Xà Đầu ở cầu Hà Nội á. Cứu lợi điện thái bằng thiên ở núi Cấm, mình chạy xe lên núi được không chú? Đi tới chân núi Cấm rồi đi xe ông đa lên, chứ đầu xe hơi đổ lên tới gần đó, mà đi tìm Phật tìm trời ấy, mệt nhọc lội bộ một chút đâu có sao đâu, mình sướng gần cả đời người rồi, giờ giờ chót rồi gặp Phật một chút đâu có sao. Cũng giống như cả đời không gặp Phật, nhiều người bỏ vé máy bay đi từ Đức, Thụy Điển, hay Pháp hay Úc, khắp cả tiểu bang của Mỹ, Canada, về núi Thiên Long Sơn, đi về cái được mẹ khai tâm, cái được cái vé về trời, mà ngồi máy bay mấy tiếng cũng đáng. Maxnun 707, chú Kiệt con muốn theo cùng chú về nhà với cha mẹ. Giờ con phải làm gì đi? Chú dẫn con đi chứ, con không làm gì sao chú dẫn nổi. Thiên Chí Cường, Sài Gòn bị mưa đá hiện tượng lạ chú. Ô giờ đủ thứ hiện tượng lạ hết, không có đếm hờ nổi luôn á. Sấm sét giữa trời nắng, rồng Long Vĩ Xà Đầu lại đây, rồi đủ đủ rồng xuất hiện hết, rồi Phượng Hoàng xuất hiện, chuyện gì mà không có, mấy con quên này sao? Ở với người mình nó mau quên quá. Liễu Nguyễn nói lúc nào chú về Việt Nam chú Kiệt, khi nào đủ duyên thì Kiệt sẽ về, còn chưa đủ duyên thì ngồi đây giống như Khương Tử Nha câu cá mà không có lưỡi câu, chờ sư phụ xuất hiện. Tại xưa ngài chờ Kiệt, lúc đó Kiệt đóng vai là Châu Võ Dương, người diệt chủ dương với đất kỹ hoa gà, tức là con hồ ly chín đuôi á, là Kiệt á thời đó. Tại lúc đó mình đang đóng cái phim loại đó, giờ ngồi đây thì giờ ngược lại, Kiệt cũng sẵn sàng chờ đức thầy, chờ sư phụ. Thầy chờ trò, bây giờ trò chờ thầy lại. Có cái võng trên núi á, tối ngày cứ nằm ca nghêu ngao, quê hương là chùm khét ngọt, cứ ca hoài đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê hương. Còn mai mốt quá, khi mà nước mình mà bị Trung Cộng thả trái Hoa Tiễn vô Hà Nội á, thì chú sẽ lên mạng này sẽ xin mỗi người một tô phở. Phở bữa nãy cũng lên giá nha, tại vì điện xăng đổ lên nó cũng lên đó, thành 3 mấy đô mới ăn được tô phở. 6 triệu người trên thế giới, tức là chim hiền hải ngoại, thì mỗi lần mình xin được 180 mấy triệu là mình cứu, mình xin vài đợt thôi là lên cả tỷ rồi,
mình cứu được nước Việt á nghe, quý vị phải ủng hộ Việt á, mỗi người ăn tô phở cứu bà con của mình chứ, lúc đó đâu như Mỹ được NATO, Ukraine được thế giới nó ủng hộ đâu, mình làm gì có cái đặc ân đó. Nhưng mà phải đợi có chuyện thì chú mới xin, rồi cái mặt lúc đó dày hơn chút. Chú cũng có tiền nhưng mà tiền của chú chỉ đủ để trồng cây, xây dựng, đổ xi măng đồ lai rai thôi, chứ không phải nhiều tiền như kiểu Hoàng Kiều mà dư mà cho Ngọc Trinh đi nuôi trai đâu, cũng không có giàu như mấy tỷ phú ở đây đâu, đúng không? Thì chú cũng bình thường lắm. Nhưng mà cứu dân 90 triệu thì chú phải mang cái mặt dày đi xin, chứ lúc đó ai đâu mang mặt dày. Xin mỗi người mỗi tô phở. Diễm Trần sẽ ủng hộ 10 tô, 10 tô là 300 đó con. Mà 10 mà thí dụ 6 triệu người mà ai cũng cho 10 tô, mỗi người 300. Wow, đó khủng khiếp luôn đó ta. Nhưng mà chưa, phải chờ nghe, chứ không phải xin bây giờ. Xin bây giờ mấy đè ca đè chú ra nắm hai chân chút ống hết á, chú đâu ngu đâu xin kiểu này. Bây giờ chờ. Dạ con ủng hộ 50 đô, 50 tô, 50 tô, tô 30 đô, 50 tô, 1.500. Lúc đó chắc mấy mấy tỷ phú nó ủng hộ 5.000 tô á, hay là có thằng nào chịu chơi như cỡ Phạm Nhật Vượng á, nó chỉ giục chừng vài chiếc xe điện đây thì là mình không cần 6 triệu người, mình chỉ cần 600 người thôi, 600 người giàu của thế giới của mình thôi. Đối tượng đó là tiền lẻ, tiền nuôi vợ nhỏ nhầm nhò gì là cũng cứu nguyên cái nước Việt rồi. Chứ còn ở đây mình đi giữa neo tháng hên hên được 5.000, trả tiền nhà tiền điện nuôi con nữa, không còn được 500, 500 ít nhiều á, mà người có tâm á ta cũng dám cho 500 đô á. Còn người bình thường ít nhất tệ nhất cũng coi là chú cũng mừng rồi. Giống như bà già bà cho Phật giọt dầu vậy á, tính theo cái tâm chứ mình không tính theo tiền. Lúc đó chú sẽ kiếm ông Hoàng Kiều đi về Nam Cali gõ cửa ổng, hay ông cho Ngọc Trinh nhiêu ông chỉ cho tôi nhiêu đó thôi, là cả dân nước Việt sẽ thương ông, đội ông lên đầu. Lúc đó biết đâu ông chịu chơi, ông nói tao cho mày, tao có 10 Ngọc Trinh lúc trước, giờ tao cộng lại tao cho mày hết, tại tao cũng sắp chết rồi tao đâu mang theo được. Ổng giờ chắc cũng không biết đâu, mất tích luôn rồi. Nhiều khi ông có hàng chục ghệ giống như Ngọc Trinh rồi ông cho mấy tỷ mình đâu biết, rồi ông cộng lại rồi ông đưa mình cái mình cứu nguyên nước Việt luôn. Nhưng mà người Việt Nam bây giờ quá dụ bà rồng lửa đó, sức ai mà đâu, không ai mà có tiền mà đi làm từ thiện nữa. Tự nhiên ở nhà yên ổn không, đi làm từ thiện cho đã rồi vô tù ngồi, người ta chỉ nghĩ tóm tắt thôi, còn câu chuyện như thế nào thì người ta không có nghĩ tới. Cho nên bao nhiêu cái hình ảnh đẹp á, bị mất hết, thiệt là buồn. Cho nên kỳ rồi hiện giờ lũ lụt đầy nước Việt, mà có ca sĩ nào lên gây quỹ nữa, rồi mấy thầy cũng đâu gây quỹ nữa, bể hết rồi, dĩa bể lát hết, dĩa nhựa dĩa sắt gì bể hết, buồn. Nhiều lúc chú lên đây chú nói nghĩ đâu nói vậy nha mấy đại ca. Anh Hoàng Kiều đừng giận em nha, em hơi vui vui nha. Người em không có biết buồn, lúc nào cũng cười hề hề. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dượp bướm bàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm,
quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nói thành người. Lâu buồn càng vậy á, nhớ Việt Nam, nhớ bây giờ không được mới là buồn. Mấy đại ca, cái vé máy bay giờ nhiêu ta? 800 đô hả? À? 8 ông, mỗi ông 100 đô mua cho mình về đi. Mỗi ông cũng không dám bỏ ra 100 đô mỗi ông.